Hello anh em, chào mừng đã tới với channel của mình nha. Thì mấy ngày hôm nay, theo như một số anh em có nói với mình rằng là cái map sàn hốc nó đang bị lỗi. Nên là hôm nay thì... Rồi, hốc một ông rồi. Nó đang bị lỗi về cái cây súng thính ấy. Ngày hôm nay thì mình sẽ vào trong cái map sàn hốc này để solo squad, gọi là đi xem thính nó dư như thế nào. Trời ơi bạn ơi, có một ông đang chạy vào. À, rồi. Ngồi cứu ở dưới anh em ơi. À, rồi. Đang ngồi cứu đúng không? Này, đang ngồi cứu này anh trai. Rồi, ta liên một team rồi anh em. Thì không hiểu sao là... Không biết là do game bị lỗi hay là Tencent cố tình update vô cái map săn hốc này. Có nghĩa là nhặt một cây thính thì nó ra hai cây đấy anh em. Rồi, có một ông chạy vào nhà mình rồi. Bạn ơi, bạn chạy vào nhà mình làm gì? Nhà này có chủ rồi bạn ơi. Anh ơi, chạy đi đâu bây giờ? Có chạy vào nồi thôi. Chắc là mình nghĩ là do là Tencent bị lỗi thôi. Chứ thật ra thì làm gì có chuyện nhặt được lắm súng thính. Hôm nay thì vào đây solo squad, gọi là tại vì là vào đây nhiều thính đấy, nên là cứ đi ra thính là có người, tìm người để bắn anh em ạ. Trong này chưa hết được, vẫn còn các thanh niên đang gọi là lui nhui ở trong cái khu vực này. Mình sẽ tìm ra sớm thôi. Đây rồi, có tiếng chân bên trái mình. À, rồi, ngay trước cái phòng của mình thôi. Anh gì ơi. Áo hồng tu te. Trời ơi, áo hồng tu te. Này, áo hồng này. Trời ơi, anh ra đen một áo hồng anh em ạ. Rồi, một tên nữa. Kiếm cái gì? Bạn của anh ra đen áo hồng này. Áo hồng với chẳng áo xanh gì thì cũng chết cả thôi. Áo hồng à, Việt Nam anh em ạ. Trời ơi, cũng khá giàu. Ngon đấy. Đã đủ, có một tên kìa. Bắn mình luôn anh em ạ. Bắn mình luôn à, được rồi. Hello anh trai. Này, anh gì ơi này. Này anh gì ơi này. Ôi, yếu lắm rồi anh em ạ. Trời ạ. Rồi, có một ông trong nhà y. Trong nhà y có người. Nhảy ra. Anh nhảy xuống. Hình như vừa từ trên nóc thì xuống rồi. Đang chạy. Rồi bạn cứ chạy đi. Chạy lên quận bạn ơi. Rồi. Hello. Trời ơi. Vô tình bóp à. Bóp cái gì? Trời ơi, bóp cái gì tầm này. Nhà bao việc. À, chạy vào à. Anh niên đồng đội vừa nãy ở ngồi ngoài chạy vào đây. Bạn chạy đi đâu bây giờ? Nào, lên cứu đồng đội. Bước qua nào. Bạn bước qua đời nhau rồi làm nhau đau, rồi làm nhau khóc cái quần que. Rồi vẫn đang chạy bên kia quăng bom à. Mình biết rồi, có một ông từ ngoài chạy vào nữa. À, bước lên coi. Trời ơi, nào, có một ông chạy lên à. À, ông này ông bốt. Trời ạ. À, ông bốt chạy lên làm cái thanh niên kia gọi là hốt hết cả hèn phải vi xuống. Thế là thôi, cuộc đời của cả team bạn chấm dứt rồi. Thơm rồi anh em, như vậy là clear rồi. Mình sẽ loot nhanh chóng và chúng ta đi gọi là diễu hành vậy. Ô, có tên chạy trước mặt mình kìa. Ui trời ơi, trèo vào nhà luôn ạ. Trời ơi anh ơi, trong đấy có cái gì mà vội vàng thế, gọi là trèo qua cửa sổ luôn. Này anh gì ơi. Ở lại và yêu được không? Chạy sang nhà bên kia rồi. Đâu rồi? À, chạy gì này. Thế mà không chết anh em ơi. Rồi, không chết thì bạn cũng thành tật mà thôi. Được rồi, mình sẽ đẩy sang luôn anh em ạ. Gọi là hoa thơm người ta đánh luôn này. Tầm gần cứ cầm u gì mà vã. Ôi, vẫn còn một tên chạy bên ngoài nữa. À, áo đỏ. Mặt còn đóng cửa này. Trang ơi Trang. Còn một ông nữa. Mày thì bỏ cửa này. Rồi. Mày thì đẩy vào này. Ba tên, còn một tên bên này nữa. Hello bác tài. Úi trời ơi, nguyên một team, lại một team Việt Nam nữa anh em ạ. Các bạn đèn lắm. Các bạn gặp mình là các bạn gọi là số các bạn cũng tận rồi. Thôi là mình
mình cũng xin lỗi các bạn, gọi là chúng ta cũng gọi là đến những cái giây phút gọi là thăng hoa lắm rồi, nên là thôi chúc các bạn hạnh phúc. Đấy, mình cũng chỉ có một lời nhẹ nhàng vậy thôi. Trời ơi, mấy ông này nút đâu giàu thế nhở? Hợp lý luôn anh em ơi. Ok rồi, máy bay bay trên đầu mình. Mình ở đâu vậy nhở? Tự là thêm ít, thêm ít đạn, đạn 9 anh em ạ. Bắn Uzi tầm gần cho nó phê. Thôi được rồi, mình nghĩ này là đủ rồi đấy. À đây rồi, thính đây rồi. Đấy anh em thấy không, bắn cứ một là x2 luôn anh em ạ. Qua cái thính này luôn. À đủ. Ui, bên trái có thính bắn luôn. Hợp lý. Gần gần anh em ạ. Ui, làm đôi cái luôn ạ. Úi trời ơi, đây người ta gọi là niềm vui nhân đôi này. Nhân đôi rồi. Niềm vui nhân đôi. À, chạy vào nhà. Úi trời ơi, chạy vào nhà. Có bóng ngay đó, nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Quyến rú ngây ngất loạn nhịp tim mê say. Ủi đằng sau lại bắn thính chưa? Đấy rồi anh em thấy không? Bây giờ bắn trong cái map này, mình nói thật luôn, nó đã nhiều thính này còn. À đủ, có một tên. Có một ông chạy đằng sau mình. Cái map này nó đã gọi là các cho các thanh niên nằm sẵn. Thính nhiều này toàn đồ cỏ. Ủa trời ơi, đập cái tầm bò cuối anh em ạ. Toàn gọi là sâu gióm xanh bò thôi. Sao mà đỡ được á. Ui, 3 viên rồi. Nhấp nháy như đèn giao thông rồi. Đèn Noel rồi. Nhấp nháy như cái đèn Noel rồi. À quên, xem đoạn này rồi thì anh em đừng quên gọi là bấm một like nha. Like luôn đi, đừng có mà quên like. Đừng là quên comment ý kiến để cho mình gọi là đọc góp cho mình, đọc góp cái channel của mình. Rồi rồi, bắn 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 bắn. Thính chơi rồi, bắn đi. Nhớ like nha các cậu. Nhớ bấm like đó. Này, like này. Clip nào mà cũng khoảng 400-500 like là hợp lý đấy anh em. Anh em chả chịu like gì, dỗi thế nhở. Đấy, làm theo gọi là ý kiến của anh em hết mình. Muốn vào san hốc gọi là săn thính, có săn thính, mà muốn chơi với là người lạ là cũng có luôn. Trời ơi, solo sở quát các thứ, các kiểu con đà điểu. Thính rơi rồi. Á đủ, chạy à, chạy à, chạy sang cứu đồng đội nhở. Anh ơi, hello bác tài. Rồi ôi, bác tài đi đâu? Bác tài đi đâu? Gạt luôn này. Toàn Việt Nam thôi anh. Này thì bác tài vẫn còn ngồi đấy này. Trời ơi, như vậy là có một game easy ở đây rồi. Ủa ôi, ốp anh em ạ. Thôi được rồi, trận này mình sẽ đổi ốp đi. Vẫn giữ cây M4 anh em ạ. Trận này cầm M4. Bắn M4 nó đang vào tay anh em ạ. Không nên đổi. Đã, xem xác mấy ông này có gì. Lấy thêm tí đạn. Ủa ôi, giảm thanh, ép giò các kiểu. Hợp lý luôn anh em ạ. Ok rồi, đi rồi. Quá giàu rồi. Xem cái thính này có cái gì đã. Ủa ôi, không ngon rồi, đi thôi. Nguy hiểm. À đây rồi. Ôi ôi, vừa nói tới nguy hiểm. Một bố bố. Ủa ôi anh em ơi, tại sao mà mình nhảy ngay cạnh nó mà nó không bắn nó. À nó không bắn mình. Vô lý. Có cái gì đây? Rồi. Có ông nào mà mic on à? Anh ra bên mà. Em về bên mà rồi. Em về phụ. Ủa? Về bên mà. Rồi, thanh niên này chắc vừa mình bị giết đây. Cho đâu nào mà. Ô chỉ tò bò làm normal thì sao màu nào. Sọng cái quần què gì không biết. À, à đây rồi, thấy rồi anh em ơi. Ý thì lại sâu gióm xanh kìa. Rồi, sâu gióm xanh. Hai tên luôn ạ. Úi dồi ôi. Em đã ngồi quên rồi. Mày chạy. Không. Bom đây. Bom đây bạn ơi, đây là hàng khuyến mại nha. Mình không lấy tiền đâu. Ủa nó cũng quăng bom lại mình à. Hàng free này. Thêm một trái nữa này. Đây là toàn hàng free nha. Mình không lấy tiền đâu. Mình không lấy tiền đâu. Chết đi bạn ơi. Rồi chết luôn. Đây này. Hàng free bạn ơi. Đẩy lên luôn anh em ơi. Tại nóc rồi, như vậy là nóc 2 rồi. Mình bơm bình nước rồi đã. Á đủ, bỏ ngay trước mặt mình này. Bỏ đi đâu cưng. Bỏ đi đâu, bỏ đi đâu. Bỏ đi đâu cưng ơi.
À, đây rồi, sau hòn đá. Hendo, Hendo. How are you? I'm fine, thank you. Úi dồi ôi, clear một team nữa anh em ơi. Ba tên, easy. Trời ạ, cứ gọi là phê luôn anh em ạ. Ôi mày như là hùng, anh chạy em. Mấy ông này vẫn đang xem mình. Không biết là sọng cái gì không biết. Bỏ ủa với định mệnh cái thằng này hack rồi. Ôi thằng này hay thế. Nó 21 kill rồi chúng mày ơi. Đấy, 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 đấy mình tạm dịch cho đấy. À đủ, có tới bên phải. Có tới chân bên phải. À nằm ạ. Học này. Ôi. Rồi công lên. Này công lên này. Này này. Đùa với chúng tôi à. Định nằm bị bắt mình á. Không có đâu bạn ơi. Tí nữa thì toàn may mình nghe kịp. Đang xạo loèn. Đâu rồi. À đây rồi. Hello, sau gốc cây. Rồi bạn toang rồi, bạn sau gốc cây thì bạn toang. Nhìn này, còn nhìn này. Ủa, cho bông kim trở lại. Sau gốc cây thì bạn toang rồi. Múa lửa bốn đi. Bóng là gì, bóng là gì. Chạy đi đâu. Trời ơi, chạy đi đâu bây giờ. Chạy đi đâu cho khỏi nắng. Tắt ngay. Ủa, gì cái tên này gì nè. Thành nhìn này vẫn xem mình với anh em ạ. Gì cái, gì cái, gì cái. Yeah, 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 ok. Bạn đang ý các bạn đang khen mình hay đấy. Ui, thằng của bạn ghê thế. Nó cờ lìa 5-60 thằng ở đây rồi. Vãi nồi. Ok đi thôi anh em, kệ đi. Bò về cái khu vực khốn nạn anh em ạ. Ơ. Ơ. Có. À có thanh niên. Có bóng ai đó này. Càng hi sâu à. Này thì càng he này. Rồi ngon, 25 kill. Ui xổ, ôi thơm thế. Như vậy là đang combat ở trong Bainan. Trời ơi, thơm rồi, thơm rồi. Còn 3 tên thôi. Ai hi hi. Bo kìa các cậu ơi. Trời ơi bo rồi, bo nè, bo nè. Chạy bo đấy các bạn ơi. Nhà bao việc. Nhanh lên mình còn ra chơi game mới. Các bạn cũng nhanh ra chơi game mới đi. Còn 3 tên. Hy vọng là còn khoảng 2 team làm hợp lý. Chứ 1 team là mình toang đấy. Hơi khoai đấy anh em. Tại vì là mình vừa nốc 1 tên thì mình cũng đoán nó phải ít về 2 team đấy. Còn 1 tên lẻ và 1 team khác nữa cũng chắc đang combat ở trong khu này. Ôi bọn nó vẫn dính một tí trong bo anh em ạ. Không sao. Đợi chúng nó combat là mình ăn hai mạng cuối đã hợp lý rồi. Nói chung là cũng easy đấy. À chạy xe à. Chạy xe à. Ôi. Bắn dế không chết ạ. À. Ui da trâu của bạn ơi. Da trâu của bạn ơi. Ôi trời ơi. Cái quần. Ôi. Ui vãi nồi ạ. Ui top 2. Ui anh em ơi cái gì vừa xảy ra vậy. Anh em có thấy mình sấy cái thằng áo trắng nó sáng gọi là như kiểu đèn Noel không anh em? Sấy từ lúc nó đi trên xe luôn ạ. À. Ôi ơi, gặp thành viên giáp 10 rồi. Ôi giời, toàn ngay cái top 1 28 kill. Đèn thực sự anh em ạ. À. Nhớ like cho mình nha. Bye bye.